Dạ thưa bác, à, con tên Nguyễn Thị Hồng Phượng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin đại diện cho hai người để hỏi bác những số câu của người đó thắc mắc và họ ở xa không có điều kiện để hỏi được. Họ nhờ con hỏi dùm Rồi, con hỏi đi. À, con xin hỏi của người thứ nhất là của cô Nguyễn Thị Tuyết ở Hà Nội nhờ hỏi. À, câu thứ nhất trường hợp không phát ra được pháp trần thì khi trung ấm thân được vị thần thả ra để trung ấm thân bay thẳng ra khỏi trái đất 10 km để nhìn thấy hoa tiêu của Phật thì a à, lực nào đẩy cho trung ấm thân bay thẳng lên, trung ấm thân tự tác ý bay lên hay là có cái ý bay lên thì cái điều gì để giúp trung ấm thân bay thẳng mà không bị sai là hướng ra chỗ khác vì không gian mênh mông Thì con nghĩ trung ấm thân sẽ khó xác định được Mình đang bay thẳng hay bay chết à Bây giờ, mình phải hiểu nè Học cái thiền tông Rồi ta hiểu biết đường về Phật giới Bắt buộc con học Thì con hiểu đường về Phật giới Khi bỏ cái sắc thân này Thì trung ấm thân nó sẽ bay ra Bay ra đâu Bay lên hướng trên mà hướng trên thì chỉ có năm cây số thôi đâu có đâu có xa đâu nếu mà bay tới năm cây số thì có một quà tiêu hướng dẫn liền và tiêu Phật Mà qua tiêu phải xuất hiện từ năm cái số Chứ còn ở trong này không được nha Dưới năm cái số là hoàn toàn qua tiêu giả Qua tiêu của vị Thánh Vị Thánh mà vị Thánh của lang thang á Chứ phải Thánh chính quy người ta không làm đâu Vì thế mà bắt buộc học thì người ta không phải hiểu học có rõ công thức Chỉ cần bay đi ra ngoài năm cái số Thì qua tiêu sẽ xuất hiện liền Vì Phật là trùm khắp mà Qua tiêu ổng xuất hiện thì ổng sẽ đến cái điểm nào mà ổng muốn đến thì cái trung tâm vừa bay ra khỏi năm cây số thì hoa tiêu xuất hiện thì mình theo cái hoa tiêu đi theo chứ còn cái đất minh bông biết đường đâu đi thấy không rồi con hỏi tiếp đi dạ, trong đây chỉ còn cái ý thứ ba nữa mà bác trả lời vậy thì con thấy cái ý thứ ba là bác đã trả lời luôn rồi giờ con qua cái trường hợp cái câu thứ hai của chị là trường hợp người có công đức ít mà không phát ra được pháp trần nhưng trong lúc cận tử nghiệp thì người đó cương quyết vượt qua được những dằn co tình cảm của gia đình dòng tộc, vật chất, các nghiệp ác đức phước đức thì lúc thành trung ấm thân họ có chắc chắn là vượt qua được hay không? Bây giờ vượt qua được không là do cái ý chí của mình, do cái nguyện lực của mình đó. Muốn về không? Trên suốt đường đi năm cái số này nè, bao nhiêu hình ảnh nó xuất hiện con đừng có theo thì được bởi vì mình cái tuy là nếu không không pháp trần nó không hiện nhưng mà mình phải thuộc cái này à cứ quyết chí là tôi đi ra năm cái số để được qua tiêu Phật dẫn tôi về còn cái con ý chí đó thôi khỏi cần thuộc ha còn nếu mà trong năm cái số này mà con có máy động con có đưa đồng cái tưởng nào thì dính liền thì không thoát ra được cái quy lực mấy ông thánh ở trái đất này vì thế mà ta khuyên phải đến tới năm cái số để là cái nơi mà gọi là thần đó, thánh nó ngự cao nhất thánh mà lang thang cao nhất đó tới đó thôi chứ không dám lên được thì tới đó thì qua tiêu qua tiêu gì phật mới xuất hiện mình có cái ý chí bởi vì tu thiền tông bắt buộc học đường về phật giới cho thuộc là ra pháp trần còn không thuộc thì phải hiểu cái ý chí này đừng có sai nó chỉ vậy thôi rồi con hỏi tiếp đi dạ còn câu thứ ba là trường hợp một người vừa tắt thở nhưng trung ấm thân chưa xuất ra mà người nhà đụng chạm vào cơ thể hoặc là khóc lóc, lai gọi, thay quần áo thì người đó bị đau. Vậy cái đau này có làm ảnh hưởng đến thời gian xuất ra của trung ấm thân và có làm cho trung ấm thân quên mất đường về Phật giới không? Nếu người đó đã tạo ra được pháp trần thì cáo đau này có làm mất đi sự phát ra pháp trần của họ không? Cái đau mà phát ra cái giận dỗi đó thì mất liền khó mà khó mà thoát ra được cái đau chịu được làm thinh nó đau kể nó thì được đau mà đừng có phát cái tưởng còn con đau mà phát ra cái tưởng giận dỗi người gia đình thì chắc chắn là con rối loạn liền khi đó mà thánh nó xuất hiện con không hiểu được đâu mà nó bởi vì nó nguy hiểm nhất là cái cái người ta mất để cho để cho chết làm sao một cách trọn vẹn thì không sao cho ta đi ra đi Mà thứ nhất á Thì đã thử rồi Nếu mà trong cái uh, con người mà chết Nó có mấy con đường đi đó Nếu mà gi, giảng sanh thì uh, Về vô sanh thì rời trên đầu người ta nóng nó Hết nóng là kể, người ta lại xong đó. Còn nếu mà mặt bắt sinh thiên mà, Cái mặt người ta mà bắt đầu nó tái lại là hết Còn cái mặt nó còn tươi Thì là tất nhiên là Cái uh, trung ấm thân chưa xuất ra được Phải hiểu cái chỗ này đỡ cho nó hết đi rồi rồi mình mới động được cái thân người ta còn nếu mà người mà gia đình mà gấp quá đó mà không hiểu cái nguyên lý này đúng mà nếu mà cái người đó chịu được thì không sao mà nếu mà nổi giận lên rồi cái sân nó hay, sân nó lên rồi nó thành là nó nó che khuất lại với cái cái trong sáng của cái cái công đức vì thế mà phải dẫn một cái thì bắt đầu những cái hình ảnh nó hiện liền Hình ảnh mà của mấy ông Thánh hiện ra hết Mình sẽ theo Có chừng ở chỗ đó bởi tu thiền thông phải hiểu cho rõ Thật rõ cái lúc lâm chung Quan trọng là nhất lâm chung Những con đường đi như thế nào mà sẽ học cho hiểu cho rõ Không học mà không hiểu rõ Thì phải hỏi người ta cho kỹ Để ghi nhớ lại cho rõ ràng Còn mà nếu mà đợi cho người ta an toàn chết rồi đó Thì trung có thông ra rồi đó thì nó lệ thuộc vào trong cái đường về Phật giới Hoặc là cái đường đi nhân quả Còn ở chỗ đó, đó Người nào có công đức mới về được Còn người mà tu thiền tông Không có công đức thì không về được Rồi cứ theo nhân quả thôi Rồi con hỏi tiếp đi Dạ Còn trường hợp có một người nữa Xin được giấu tên Rồi Giờ con hỏi 13 câu Nhưng mà cái những câu hỏi này Nó có cái sự liên quan với nhau cho nên con xin được phép đọc hết cái, cái, cái phần câu hỏi này rồi sau đó có thể uh, lặp lại những cái uh, ý trong đây sao con, uh, con xin đọc phần câu hỏi của bạn này uh, thứ nhất tại sao con có cảm nhận được cõi trời địa ngục cõi thần riêng cõi thánh có lúc biết có lúc thấy họ nói chuyện được với họ câu thứ hai họ nhờ con niệm bổn sư thích ca để giúp họ giảng sanh vậy họ có đi được không câu thứ ba từ khi đạt được bí mật thiền tông con thấy và biết được nhiều thứ hơn hiện tượng này là do đâu vậy bác câu thứ tư con cảm nhận được kệ của phật của tổ con khắc rất nhiều tại sao như vậy câu thứ năm mỗi khi có cái gì liên quan đến thiền tông là con lại thấy rất hay nhưng không nói và diễn tả hết ý được vì sao câu thứ sáu lúc chưa biết thiền tông con đã nói đạo phật là đạo khoa học và không bao giờ mê tín sao con lại biết như vậy được và khi biết thiền tông thì con nhanh chóng cảm nhận được đây là chánh pháp một trăm sao con lại biết được như vậy câu thứ bảy khi con đọc quyền ký hay kệ là con lại tuôn ra kệ không ngừng và khóc nhiều Tại sao vậy? Câu thứ 8 Sao con lại biết được suy nghĩ của mọi người nếu con muốn biết? Câu thứ 9 Chỉ riêng bạn trai con thì bắt buộc con phải đọc suy nghĩ mới hết nhức đầu, đau tim. Khi con chống lại thì càng đau hơn. Rồi con nằm không cử động được luôn. Mặc dù con mở an dị Phật để lên tim vẫn không hết. Các triệu chứng đau đớn. Nhưng khi con đọc hết suy nghĩ thì con bình thường trở lại. Con chỉ bị có một người này, mấy người trước con quen, con không có bị hiện tượng này. Hiện tượng này là con bị gì vậy bác? Và làm sao để hết luôn? Câu thứ 10. Lúc mới có yếu chỉ thiền tông, tự nhiên con đang đi trên xe ô tô. Con tự nhiên biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh lớn trong nhà Phật, đối với năm pháp môn mà con chưa biết hết kinh này là như thế nào. Câu 11. Khi con chưa biết gì về Thiền tông, con vô tình đọc được 92 câu kệ của Đức Phật. Tự nhiên con thấy được cảnh lúc đó và con khóc không ngừng được. Nó rất đáng sợ và chỉ thấy được một lần duy nhất. Câu 12, cái gì liên quan đến Thiền tông con chỉ thấy hoặc biết được một lần, sao con lại thấy và biết được như vậy? Câu 13, trước khi biết Thiền tông, con rất thích làm phước để được giải thoát. Nhưng con nghe bác nói rất khó buông bỏ bốn thứ danh lợi tài sắc con lại không thích danh lợi tài sắc con chỉ thích sống đơn giản đủ ăn đủ mặc không tranh giành con rất thắc mắc vì con rất mong về đến quê xưa không biết hiện tượng con bị là gì và do ai làm nếu là thánh thì làm cách nào để hết con xin bác như là giúp con để con giải tỏa được những cái vấn đề thắc mắc của con Giờ tu thiền tông mà cái căn bản thế này nè Biết cái đất này là của ai Bởi vì nên nhớ một câu đó Những cái chuyện này Ông Phật không có làm Căn cứ ông Phật không làm Mà trái đất này là do Thánh làm Vì Phật cao 10 phần Thánh cao 9 phần Những gì Phật biết Đều Thánh làm được hết Mà cái này nó có cái trường hợp này Mình nhớ lấy trong cái Kinh Kim Cang Mà nói đó cái gì mà cái gì mà mình thấy được này thế kia là kẻ đó là kẻ quần tà chứ quần tà là nhiều người phụ có phụ để làm cho con bởi vì tại sao có nhiều khi mà cái cái thiền tông vừa ra đời rất nhiều người họ vô họ, họ tu họ nói dữ lắm nhưng mà sau cùng họ phá thiền tông thì con phải chú ý cái phần này nè nếu mà tu thiền tông thấy bất cứ gì dẹp hết không cần cái gì hết thì mới tu đúng thiền tông căn bản là gì tu để dạy trở về Phật giới Mà phần tu là tu cái gì? Tu là tạo công đức thôi, không có thấy Còn thấy trời, thấy đất, thấy ma, thấy quỷ, thấy Phật thì dẹp hết Bởi vì trong cái kinh kim cang Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Cái gì mà có tướng đều giả dối hết Thì những người này nói thiệt đó Nó đến nó khóc lóc, nó nói này, nó kia Sự thật là mới thánh không Chứ không phải là Phật đâu Bỏ hết đi Muốn về Phật giới tạo công đức con mà con thích cái này nó có hiện hoài còn mà con không thích rồi thôi dẹp biểu nó hiện nó còn không hiện nữa nó bị phát hiện rồi đó cái này giống như là cái cái hoa tiêu mà đi đi về phật giới nếu mà con phát hiện rồi nó không thể nó không thể làm cái hoa tiêu thứ hai được thấy không còn nếu mà hoa tiêu bị đầu dính thì cái, cái sau đó nó hiện tiếp tất cả những cái gì mà nó hiện ở thế gian này đều là giả dối hết hiểu căn bản này cái cái thiền tông này cô muốn về phật giới con chỉ cần tạo công đức cô về thấy uh, phật thấy này kia nọ thấy cô hồn các đảng kệ nó nó dựa vô con thì nó muốn làm gì cũng làm chính cái này nó đã dựa vô cái này người ta chết thì chết gì này tôi nói thật cái, cái chùa thiền tông Tân diệu có sáu người bị cái này ý vậy đó, nó nó còn hơn cái này nữa sau cùng phản cái chùa luôn đó, là gì? Là do thánh thôi. đã thế này cái lập trình của cái đạo Phật ra đời chỉ nhờ, chỉ tất cả hữu hình và vô hình. Anh muốn về Phật giới, anh tìm tạo công đức anh về. Không cần nhiều. Công đức trong sáng ít cũng được mở được Phật nhãn là gì? Có vậy thôi. Thành ra 13 câu hỏi này thì nó cũng lẫn quẩn vô trong cái mấy ông thánh nó cũng dụ mình thôi chứ làm sao có chuyện này. Bây giờ là những người mà chứng tha tâm thông là thấy cõi vô hình đó. Dạ. có nhiều người hành nghề cõi vô hình đã mấy năm nay có được gì sau cũng có gì đâu cũng là con người mà sau này con người nó còn lúng cũng hơn dẹp hết thiền tông dẹp hết dẹp hơn chứng đắc thấy này thế kia trên thế đất này dẹp hết là tu đúng còn nếu mà cứ dân dân dướng dướng, dướng dính vào nó cái này thì coi chừng thấy không có ngày đi sai rồi, câu hỏi tiếp đi Dạ, con đã hết cái phần câu hỏi Con xin cảm ơn bác Rồi, cảm ơn ừ. câu hỏi